Trong khi đó, tại Hà Nội, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, ngày hôm nay mùng 8 tháng 2, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã đề nghị xử phạt 2 ca bệnh COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm do khai báo không trung thực. Ông Chử Xuân Dũng cho biết, lịch trình của bệnh nhân NTKA trên địa bàn quận Nam Từ Liêm khá phức tạp, nhưng lại khai báo quanh co, gây mất thời gian của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, xử phạt hành chính 2 cá nhân là bệnh nhân 1722 và bệnh nhân NTKA tại tòa nhà Garden Hill 29 Trần Bình. 99 Trần Bình do thiếu trung thực trong quá trình khai báo lịch trình di chuyển. Đồng thời huy động cơ quan công an quận vào cuộc, có biện pháp khai thác lịch trình cụ thể và xử lý hình sự nếu vi phạm. Các tổ công tác cộng đồng phải truy vết các trường hợp F1, F2 và cả F3. Bởi lẽ khu vực phong tỏa tại tòa nhà Garden Hill phức tạp hơn so với khu vực tòa nhà chung cư 88 Láng Hạ trước đó. Vì vậy phải thông tin tới toàn bộ cư dân, cả các trường hợp đã trở về quê ăn Tết về nguy cơ lây lan dịch bệnh tại khu vực này để người dân chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền. Thưa quý vị, hai anh em ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tự ý đốt pháo nổ tại nhà nên bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng. Quyết định xử phạt do Công an huyện Sóc Sơn ban hành theo điểm B khoản 2 điều 10 Nghị định 167/2013 về hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép. Theo nhà chức trách, tối mùng 4 tháng 2, hai anh em đã lấy một hộp pháo hoa nổ và đốt tại nhà riêng ở thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược. Sau khi tiếng nổ vang lên, Công an huyện Sóc Sơn đã vào cuộc xác minh và thu giữ một vỏ pháo loại 36 quả tại nhà hai người trên. Theo nghị định mới có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, pháo hoa khi có tác động sẽ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt không gây ra tiếng nổ. Pháo nổ khi có tác động sẽ gây ra tiếng nổ hoặc tiếng rít và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Người dân chỉ được đốt pháo hoa tạo ra ánh sáng, màu sắc, âm thanh chỉ xì xẹt mà không phát ra tiếng nổ trong dịp lễ Tết, sinh nhật, đám cưới. Người dân đốt pháo nổ sẽ bị xử phạt hành chính. Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu cho biết, những ngày cận Tết, ngành liên tiếp phát hiện nhiều vụ bơm nước vào heo nhằm tăng trọng lượng trước khi giết mổ. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 2, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu phối hợp kiểm tra đột xuất một lò giết mổ tập trung tại địa bàn huyện Vĩnh Lợi, bắt quả tang một số người đang có hành vi bơm nước vào heo. Tại hiện trường kiểm tra, phát hiện 5 con heo, tổng trọng lượng khoảng hơn 500 kg đã được bơm nước cùng nhiều dụng cụ khác liên quan. Ngay sau đó, lực lượng thanh tra đã tiến hành đánh dấu trên thân các con heo này để xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 28 tháng 1, khoảng 23 giờ, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bạc Liêu cũng bắt quả tang một cơ sở lò giết mổ tập trung trên địa bàn thị xã Giá Rai, có một số người đang có hành vi bơm nước vào heo. Tại đây, đoàn phát hiện 20 con heo đã bơm nước trọng lượng khoảng hơn 1.600 kg cùng một số tang vật dùng để bơm nước vào heo. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc bảo đảm an toàn giao thông khi lưu thông tạm thời trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đồng thời đề nghị không cho phương tiện lưu thông ban đêm trong thời gian thông xe tạm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết 2021. Loại xe ô tô được phép lưu thông, vận tốc khai thác tối đa cho phép, thời gian cho phép lưu thông trong ngày, đề nghị không cho phép lưu thông vào ban đêm và thời hạn cho phép lưu thông tạm thời. Sẵn sàng phương án chỉ huy, hướng dẫn giao thông và cứu hộ cứu nạn để khắc phục nhanh nhất các sự cố về người, phương tiện tham gia giao thông và kết cấu hạ tầng trên tuyến. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đề nghị chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình triển khai thực hiện phương án lưu thông tạm thời. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về phương án tổ chức giao thông khi lưu thông tạm thời trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để người dân, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp có hoạt động giao thông trong khu vực biết thực hiện. Theo quyết định số 24/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xe vận chuyển, thu gom rác chỉ được hoạt động từ 19:30 đến 6 giờ sáng hôm sau. Song thực tế, nhiều xe vẫn vận chuyển thu gom rác trong giờ cấm, gây ô nhiễm và ùn tắc giao thông. Theo Sở Giao thông Vận tải, quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác liên ngành của
và cảnh sát môi trường đã phát hiện nhiều trường hợp xe vận chuyển rác thải đi vào giờ cấm để rác rơi vãi, rò rỉ nước rác ra đường, chở quá tải trọng. Một số lái xe khi bị kiểm tra không hợp tác, thậm chí đóng cửa xe bỏ đi, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, đơn vị này đã giao thanh tra, ban duy tu các công trình hạ tầng đô thị thuộc Sở Xây dựng, chủ động làm việc với các nhà thầu vận chuyển rác và các đơn vị chức năng thuộc Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố để đôn đốc yêu cầu các đơn vị có xe vận chuyển rác tuân thủ đúng thời gian thu gom theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các trường hợp để rơi vãi rác, lái xe có thái độ thiếu hợp tác khi kiểm tra thì sẽ xử lý nghiêm. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong chương trình Đường dây nóng ngày 7 tháng 2, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày càng có nhiều dự án chưa đủ về pháp lý, nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên san đồi, bạt núi, tàn phá đất rừng để phân lô bán nền, kiếm lời bất chính. Vậy tại sao các dự án ma được hình thành từ việc gom đất đồi của người dân ngày một nhiều? Có hay không việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc dung túng, bảo kê, tiếp tay móc nối cho hàng loạt dự án ở Hòa Bình? Câu chuyện sau sẽ là một phần của câu trả lời về việc có hay không chính quyền bảo kê móc nối cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Để tìm hiểu về việc đầu tư một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Hòa Bình sẽ cần phải tuân theo những quy trình nào, trong thời gian bao lâu và liệu có tình trạng làm luật hay không. Trong vai một doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản Vendo, chúng tôi được một môi giới viên người bản địa khẳng định sẽ giúp kết nối. Đất 50 năm. Đất đồi à? Đất đồi 50 năm. Đất đồi 50 năm xong là cô chuyển sang đất gì? Xong cô lại chuyển từ chuyển đấy, em đi gặp người này bác cứ chuyển đi không? Chuyển sang đất dân đất ở. Nó chuyển có dễ không ạ? Dễ thì tục. Thì cô làm thì cô phải quen từ trên xuống. Thì họ mới chuyển cho chứ. Còn không quen thì họ làm sao mà. Nhưng mà cô quen ở đâu mà làm hay? Cô làm từ trên xuống rồi quen nhau rồi. Có hiểu không? Thì mình cũng phải giữ cho người ta một ít người ta. Từ đây chúng tôi được giới thiệu gặp một người làm ở văn phòng đăng ký đất. Qua trò chuyện, vị này cho hay ở Hòa Bình có rất nhiều doanh nghiệp thu gom đất đồi của dân rồi giới thiệu là dự án để giao bán. Nhưng thực tế tính pháp lý của các dự án ấy lại là chuyện khác. Chuyển mục đích bây giờ đất rừng không cho chuyển. Chị hiểu không? Đất rừng chuyển sang đất ở thì rất khó. Chứ không phải tự nhiên bây giờ chị chỉ có quả đồi cho chị chuyển sang mục đích ở là chúng nó không cho chuyển đâu. Ai cho chuyển? Thế nhưng bọn chị tự làm ra mở ra bán mà không mấy nhưng sau này anh ta vào không được. Như anh ba vào là không phải là nhặt. Bây giờ nói chung cô ba làm thì nói không phải là anh cũng cảm thấy chú làm được thì sinh ra. Nhưng mà làm theo kiểu dạng là làm theo kiểu dạng trong dân thì có được. Ý là người ta mua tự phát đất của dân chẳng hạn, xong người ta chuyển mục đích, chị xuống gặp chủ tịch. Đấy, chủ tịch xã. Đúng rồi, chủ tịch xã. Đấy, chị cần thiết em gọi điện cho em giới thiệu chị muốn đầu tư của xã mình thì muốn hỏi hai thông tin. Sau khi cho chúng tôi biết về cách mà các nhà đầu tư đi trước đã thực hiện, người này liền gọi điện cho lãnh đạo xã để dẫn chúng tôi đi khảo sát những vị trí tiềm năng. Có ông đang muốn đầu tư một ít cái dự án trên này ấy, thì anh cho anh bộ phó chủ tịch đi dẫn gặp một tí nhé. Thì anh tí anh điện cho em tầm khoảng 2 giờ nhé, 1:30 đến 2 giờ. Vâng, nhé, bọn em đi. Vâng. Mọi người nên là cũng phải đi thực tế để xem tình hình và lại bây giờ đất của Mô Hóa là dường như nó kín dự án, nó kín các nội dung. Bây giờ ví dụ như là chú muốn tìm hiểu cái vị trí này là cái mạng đồi này chẳng hạn thì diện tích khoảng bao nhiêu thì chú phải có cái thông số trước đấy. Trong còn lại là bây giờ thì đi làm ăn thì chắc chắn là các chú phải có cái góc độ được, có góc độ là liên quan đến cái hồ sơ là chủ tịch trực tiếp. Chứ còn anh thì có thôi tham giao thì là ấy thôi, mặc dù là mảng nhưng mà lại không trực tiếp là ký cái đấy. Phòng Tài nguyên Môi trường có nhiệm vụ tham mưu giúp chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, vị phó phòng này lại mách nước cho chúng tôi như thế này. Cũng bằng cách nào đấy, khi mà đấu thầu và đấu giá thì mình phải bằng cách nào mình trốn. Vâng. Chứ không đến lúc là rất là mắc. Đây họ các sở ngành là mắc là ví dụ là đơn vị này là
tất cả nghiên cứu rồi sao làm lập quy hoạch tất cả thứ, sau đấy thì những lúc trả trốn thì bây giờ xử lý cái đấy nó thế nào. Vâng. Kinh phí bỏ ra có phải nói những kinh phí không thể ghi danh mục được nhưng mà vẫn phải chi phí đấy. Cũng phải nói thật chỗ đấy phải chữa cháy cho chứ còn không thì cũng rất phức tạp, cái chỗ đấy cũng mệt không làm được. Câu hỏi được đặt ra, trong khi vấn đề quản lý đất đai luôn siết chặt và minh bạch, thì con đường gom đất đồi, lập dự án rồi giao bán có điều gì bất thường? Ông chủ của những dự án bất động sản được khai sinh thần tốc kia là ai? Tại sao trong thời gian qua, những dự án ma ở Hòa Bình không những không giảm đi?